hello cả nhà chào mừng mọi người tới với kênh cuộc sống mỹ hoa nguyên ngày hôm nay thì hôm nay mình sẽ chia sẻ về chủ đề um, affordable connective program cái chương trình về cái uh, kết nối internet hoặc là điện thoại uh, giảm giá uh, tài trợ của chính phủ ha thì cái chương trình này là nó sẽ kết thúc vào cuối tháng tư uh, năm nay thì à, bắt đầu tháng 5 năm sau đó là bắt đầu là cái chương trình này nó sẽ hết cái cái quỹ Thành ra là họ không có hỗ trợ cái chương trình này nữa Thì à, mình à, cũng có gặp lại like cái chương trình này thì họ sẽ giảm cho các bạn 30 đồng à, à, Về à, Internet hoặc là điện thoại à. Thì cái chương trình này thì à, họ hỗ trợ cho những người có thu nhập thấp Hoặc là à, những người mà có gia đình đó là là, là cựu quân nhân hoặc là đi lính thì họ cũng được giảm giá. thì tùy theo mỗi cái tiểu bang thì nó họ sẽ có một cái list về cái mức low income nó như thế nào. thì các bạn sẽ vô cái trang web của affordable connectivity program thì các bạn vô trong web đó thì các bạn sẽ biết là à, cái trường hợp của mình cái lên kho của mình cái mức của cái tiểu bang mình là bao nhiêu thì cái chương trình này thì đã sẽ hết vào cuối tháng tư năm nay đó thì các bạn sẽ gọi tới cái, cái cái cái, công ty điện thoại của mình đó Nếu bạn nào xài internet hoặc là bạn xài điện thoại thì các bạn có thể apply cái chương trình mà là like like cái nghĩa là cái cái chương trình mà nó sẽ support cho mình cái cái internet á hoặc là cái điện thoại nó sẽ có cái chương trình hỗ trợ cho mình 10 đồng tháng hả thì nói chung là tùy theo cái công ty ví dụ các bạn xài điện thoại của cái hãng điện thoại nào ví dụ như Verizon AT&T thì các bạn sẽ gọi lên thì cái cái công ty điện thoại của mình đó là Verizon thì mình gọi lên là cái chương trình đó là Verizon mà không có hỗ trợ đó. thành ra là nếu mà mình không gọi thì bắt đầu đầu tháng năm năm sau thì cái cái bill điện thoại của mình nó sẽ cộng lại 30 chục đồng thì hiện tại thì mình chỉ đóng có 37 đồng mấy mà thôi nhưng mà mình thấy là hình như là tháng rồi là nó lên mình là 41 44 đồng gì đó lên thêm mấy đồng nữa đó thì mỗi một năm đó là vật giá nó leo thang đó thì điện thoại tất cả Bill tất các cái nó đều lên nó cộng thêm như vậy đó thì mình cũng không có hỏi mình nghĩ là chắc vật giá lên thì nó cộng lên thôi thì khi mình gọi cái công ty Verizon đó mình hỏi cái chương trình đó là này là nó sẽ em thì tôi có thể apply cái chương trình mà mà like like không á thì họ sẽ các cái list thì họ coi là verizon là không có hỗ trợ cái chương trình này nhưng mà họ sẽ hỗ trợ cho mình đó là với mức tối đa là họ sẽ làm một cách tốt nhất để giảm cái bill của mình để không có trở về cộng 30 đồng trở lại thì nói chung là mình gặp cái người mà customer service đó đó họ cũng hỗ trợ rất nhiệt tình thì họ kết nối với lại cái điện thoại của mình đó là họ sẽ kêu mình list vô cái gì bỏ bớt những cái mà mình không có cần thiết phải xài á ví dụ như cái 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 dây trình điện thoại á hồi xưa của mình đó là nó cái like của mình là 80 đồng bây giờ lít vô cái thằng limited của cái like bây giờ nó là lít vô cái phần 60 đồng mà thôi đó rồi những cái phần nào mà mình không có xài trên điện thoại như mình không có uh, online xem phim nghe nhạc cái gì đó thì mình lít vô cái phần đó thì nó giảm bớt cho mình thêm đó là là vài đồng hoặc là 10 đồng gì nữa thì nói chung là nhờ cái anh đó hỗ trợ thì bây giờ cái bill của mình nó xuống tháng này nghĩa là bắt đầu làm tháng năm là bắt đầu mình đóng còn 22 đồng qua tới tháng 6 thì nếu mà họ sẽ cộng lại cái ba chục đồng đó thì mình sẽ đóng khoảng năm mươi mấy đồng đó. thì nói chung là các bạn phải gọi từ bây giờ À, nếu không mà mình không có gọi như là tinh thần là giống như tháng rồi mình đóng bốn mấy đồng thôi mà qua tới tháng năm mà mình không gọi là nó cộng thêm ba chục thành bảy mấy mấy đồng à, nhưng mà không biết ổng cộng chừng như chia sao không biết thì ông nói cái bill của mình là tháng sau chỉ đóng hai mươi hai đồng thôi rồi tới cái bill tới nữa thì mình đóng có ba mấy đồng mà sau cái chương trình tháng năm thì ông nói là thì cái bill của mình bao nhiêu thì nó cộng lại cái ba chục đồng nói ví dụ như 22 đồng thì nó cộng lại cái 30 đồng thành 50 mươi mấy đồng Thì đó. đó là một cái cái clip ngắn mình chia sẻ. Nếu mà ai sử dụng cái chương trình mà cái um, ACB ha, uh, Affordable Connective Program thì các bạn hãy gọi điện thoại cho công ty của mình liền, hả? Để hỏi coi là người ta có hỗ trợ mình cái cái chương trình mà giảm giá 10 đồng hay không, cái mà là live live á còn nếu họ không có giảm giá thì bạn sẽ hỏi họ là bạn có thể có những cái hỗ trợ gì để cho cái bill của tôi nó được giảm với cái mức mà tối thiểu có thể thì họ sẽ giúp các bạn tùy theo cái mỗi một cái công ty điện thoại mỗi một cái công ty nó có một cái like khác nhau một cái giá khác nhau thì cái của mình đó là Verizon đó là như vậy còn cái của các bạn thì mà không biết ha thì bạn các bạn cứ gọi lên công ty của các bạn để à, để nhờ cái người customer service họ sẽ hỗ trợ các bạn nhé đó là một chút chia sẻ ngắn của mình ngày hôm nay thank you for watching em và nice day everyone hẹn gặp lại các bạn tiếp sau trong thời gian sớm nhất bye nào